Thưa quý vị, người tự kỷ vốn thì đã phải chịu nhiều thiệt thòi và để có thể chia sẻ bớt được gánh nặng với những gia đình có người tự kỷ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng chính sách và pháp luật liên quan đến người tự kỷ tại Việt Nam. Theo đó, thì trong thời gian tới, người tự kỷ có thể sẽ được hưởng chính sách giống như là người khuyết tật. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhiều quốc gia xem tự kỷ là một dạng khuyết tật và đưa vào luật người khuyết tật, nhưng ở Việt Nam thì chưa. Trong khi đó, số trẻ tự kỷ được phát hiện ngày càng tăng và sẽ ngày càng có nhiều trẻ tự kỷ bước sang tuổi trưởng thành. Vì vậy, cần có thêm chính sách hỗ trợ để trẻ tự kỷ có thể tiếp cận dịch vụ đầy đủ hơn theo đúng chính sách dành cho trẻ em và người khuyết tật. Thời gian tới, Bộ này sẽ phân loại, xác định mức độ khuyết tật và đưa người tự kỷ vào đối tượng khuyết tật trí tuệ. Số trẻ tự kỷ được phát hiện ở nước ta là khoảng 20.000 trẻ. Hiện nay, theo quy định của pháp luật, người khuyết tật được hưởng các chính sách ưu đãi như được hưởng trợ cấp xã hội, người chăm sóc được hỗ trợ kinh phí hàng tháng, được miễn giảm giá vé dịch vụ giao thông, tối thiểu 15% giá vé máy bay, 25% vé tàu hỏa, tàu thủy, xe khách, miễn giá vé giá dịch vụ giải trí, du lịch, vay vốn với lãi suất ưu đãi, nếu mở doanh nghiệp sẽ được miễn thuế doanh nghiệp.